Thưa quý vị và các bạn, Chùa Thầy là ngôi chùa gắn với vị sư tổ thời Lý Từ Đạo Hạnh, người có công truyền bá đạo Phật, dạy học hái thuốc giúp dân, tổ chức những trò chơi dân gian như đá cầu, đánh vật, đặc biệt là dạy cho người dân nơi đây nghề múa rối nước. Cứ đến ngày 7 tháng 3 âm lịch hàng năm, du khách thập phương lại kéo về đây chảy hội Chùa Thầy, vừa để dâng hương khấn Phật, vãn cảnh chùa, vừa để thỏa mãn tính mạo hiểm khi leo núi, khám phá sự lung linh huyền bí của những hang động. Trong chương trình truyền hình Quốc Oai hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với vùng đất Sơn Thủy hữu tình này để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy. Một vùng đất bán sơn địa với non cao nước biếc, chùa thiêng, nơi linh khí tiền nhân hội tụ, trung tâm Phật giáo nghìn năm, gắn liền với cuộc đời Đức Thiền Sư Từ Đạo Hạnh và lưu dấu hài bao bậc danh nhân. Đất địa linh nhân kiệt, di tích đặc biệt cấp quốc gia về lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật. Vùng đất ấy, non nước Chùa Thầy. Chùa Thầy, tổng lật xài, phủ Quốc Oai, nghìn tuổi nổi danh một vùng tinh hoa, nước non cẩm tú. Chỉ cách thủ đô Hà Nội, kinh thành Thăng Long xưa chừng 10 cây số theo đường chim bay. Một quần thể danh thắng rộng tới hơn 300 hecta, một không gian kỳ ảo, đặc quánh tâm linh, Phật pháp và thi ca nhạc họa, tập trung quanh một ngọn núi Thầy. Theo thuyết phong thủy, núi Thầy có dáng hình của một quái long, con rồng lẻ đàn. Ngọn núi sừng sững hiện lên giữa một vùng đồng bằng xanh mướt. Quanh đó là thập lục kỳ sơn, 16 ngọn tượng trưng lân quy hổ phượng trầu về. Dưới chân núi có một lâu đài quảng tịch bên hồ nước, chuông trống vang rền trong khói sương. Ấy chính là Thiên Phúc Tự, dân gian vẫn gọi tên chùa cả. Chùa do vua Lý Thánh Tông lệnh xây vào năm 1057 trên nền Hương Hải Am, am cỏ tranh Thiền Sư Từ Đạo Hạnh tu tập những ngày đầu. Chùa dựa lưng vào núi Sài Sơn, núi Long Mẫu hay còn gọi là Long Đầu, được coi là tiền án, phía trước trông ra hồ Long Trì, xung quanh làng xóm đông vui. Chùa chính nằm trên khu đất Hàm Rồng, mở ra đón thủy đình là Hòn Ngọc. Hai dải đất rộng bên dưới là hai chân của rồng ôm lấy chùa. Dâu rồng chính là hai chiếc cầu lợp mái thượng ra hạ kiều, trên là nhà, dưới là cầu, do Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan cung tiến thế kỷ thứ 17 và đặt tên là Nhật Tiên Kiều và Nguyệt Tiên Kiều. Lối kiến trúc nội công ngoại quốc, ba mái chùa xếp xuôi mềm mại, ngói mũi hải ngả rêu đan quyện cùng hương khói. Lối vào chùa luôn rộng mở như chỉ một bước chân đã từ cuộc đời trần ai vào cõi Phật. Thật là cổng chùa cách một bước chân, trong thanh ngoài tục như ngang lửng trời. Nói đến Chùa Thầy là người ta nghĩ này tới cái hệ thống các cái ngôi chùa đây. Mà trong đó thì ta thấy nổi bật lên cái chùa Thầy, tên chữ của nó là Thiên Phúc Tự đấy. Nổi tiếng đấy từ thời nhà Lý với cái sự tích của nhà sư Từ Đạo Hạnh. Đây là một cái nhân vật rất là kỳ lạ. Vừa là một nhà sư, vừa là một nhà pháp thuật, vừa là tiền thân của một trong những vị hoàng đế của vương triều nhà Lý. Cuộc đời kỳ lạ ấy của Thiền sư Từ Đạo Hạnh là một chuỗi những sự tích được lưu truyền trong dân gian sử sách. Theo Đại Nam Nhất Thống Chí, Thiền sư Từ Đạo Hạnh, tên tục là Từ Lộ, con quan đô sát Từ Vinh, quê ở làng An Lãng, nay là làng Láng, Hà Nội. Mẹ là Tăng Thị Loan, vì mối thù cha mà quyết tâm xuất gia học đạo, rồi cùng các ngài Giác Hải, Không Lộ sang Tây Thiên Ấn Độ cầu Pháp. Khi đã học được pháp thuật, thiền sư trở về núi Sài dựng gậy tích, ngày đêm tụng tập.
giác ngộ được tâm ấn, thiền sư trở về giảng đạo, dạy học, hái thuốc giúp dân, dạy dân nhiều trò vui, nghề quý. Đức độ của Ngài được nhân dân mến mộ, tôn kính là Thầy. Bởi vậy, chùa Ngài tu được gọi là chùa Thầy, núi Ngài hóa được gọi là núi Thầy, làng Ngài sống được gọi là làng Thầy, và cả tổng đó, nơi lưu dấu Ngài được gọi là tổng Thầy. Pháp tu của Ngài là thiên về mật tông. Vì thế, chùa Thầy mang một điển hình của Phật giáo mật tông, dùng hình tượng cụ thể kết hợp với mật chú, mật ngữ để khai mở trí tuệ và giác ngộ. Điều ấy thể hiện rất rõ ở lối kiến trúc nhiều ngôi chùa trong vùng. Xung quanh các gian thờ được bưng kín bằng các ván gỗ, ánh sáng chỉ lọt qua những lỗ thủng ở hai đầu hồi. Với các bức mạn đà la, hình vẽ và những câu thần chú giúp con người hiểu sự giải thoát, chứng ngộ về cuộc đời. Mani bet minh hum, 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 mani bet minh hum. Nói đến chùa Thầy thì ai ai cũng có thể hình dung ra nơi thờ ba kiếp của Đức Thánh Tổ Từ Đạo Hạnh. Đức Thánh vốn là một vị thông minh xuất chúng, đầy đủ trọn vẹn về đường học cũng như đường tu. Cho nên sự học của Ngài nó đầy đủ đạt được cái đỉnh cao của trí tuệ về ngũ minh của hàng Bồ Tát, như là nội minh, ngoại minh, y phương minh, công xảo minh và lậu tận minh. Chùa Thầy mang đặc trưng của tam giáo đồng nguyên, Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo. Chùa Thượng là một gian thờ đặc biệt và duy nhất có ở Việt Nam, bởi trong cùng một không gian thờ ba ngôi, thờ Phật, thờ Thánh và thờ Vua, và ba ngôi này tượng trưng cho ba kiếp hóa thân của Đức Thiền Sư Từ Đạo Hạnh. Ba kiếp của cuộc đời của Ngài thì kiếp thứ nhất là tượng trưng bằng chính nhục thân của Ngài được đặt một cách linh diệu vào trong khám thờ này để bảo lưu kiếp thứ nhất khi Ngài là sư, là thầy. Một kiếp khác trong cuộc đời kỳ diệu và linh diệu của Ngài Từ Đạo Hạnh được thể hiện ở đây là dưới tòa Đại Hùng Bảo Điện này thì Ngài được hiện thân ở đây với vai trò là một vị thánh, Phật vi thánh. Còn thì tiếp theo là Phật vi vương. Đến kiếp này thì được hóa thân thành vua, thành hoàng đế nước Việt, thành vua Lý Thần Tông. Chùa Thượng trên cùng ban giữa là bộ tượng Di Đà Tam Tôn sớm nhất và lớn nhất của Việt Nam, một trong những bảo vật quốc gia. Bộ tượng được đặt trên bệ đá bách hoa đài lớn, hình vuông, mang đặc trưng kiến trúc thời Trần. Với bệ đá chạm những cánh hoa sen, bốn mặt chạm hình rồng và hoa lá. Bên dưới là tượng Thiền Sư Từ Đạo Hạnh, khi đã thành Phật, đội mũ hoa sen, tay chắp trước ngực, khoác áo cà sa vóc vàng. Tượng cũng được đặt trên bệ đá có hình sư tử đội toàn sen. Bệ đá nhỏ này cùng hai cột gỗ ngọc am và trò vẩy là ba di vật quý còn lại từ thời Lý, đã song hành cùng tuế nguyệt 1.000 năm. Bước xuống bên dưới là gian chùa chung với hệ thống 36 pho tượng cổ,
thờ 10 phương chư Phật, các đức Phật ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai. Ngoài ra, còn có hai vị tượng hộ pháp với chiều cao 4 mét, nặng 3 tấn, làm từ đất sét và giấy bản, cũng đã hơn 400 năm tuổi. Dưới cùng là gian chùa Hạ, nơi dành để dâng hương cúng lễ, thuyết pháp, giảng đạo, khuyên răn con người phải biết tu thiện, sống thiện ở đời. Kiến trúc chùa thầy khoáng đạt, cả ba gian chùa đồ sộ với rất nhiều cột, kèo, trục mà kết cấu chỉ có 36 lỗ đục, còn gỗ được xếp chồng khít lên nhau vững chắc. Với những di sản ấy, Thiên Phúc Tự thực là một bảo tàng mỹ thuật trung đại, nơi lưu giữ nguyên vẹn các tác phẩm điêu khắc, kiến trúc từ niên đại Lý, Trần, Lê Sơ, Mạc đến Lê Trung Hưng, trải suốt chiều dài lịch sử dân tộc và lịch sử Phật giáo nước Việt. Điển hình là cái bộ tượng Di Đà Tam Tôn ở Tòa Thượng Điện, tiêu biểu cho điêu khắc của thế kỷ 17, nhưng mà cũng là ba pho tượng Phật mà được tôi nghĩ rằng đẹp nhất nước, đẹp trong lịch cả lịch sử nghệ thuật Phật giáo nói chung, chứ không cứ ở Việt Nam. Và đặc biệt là ba cái pho tượng này là chạm khắc những cái hình, cái vòng anh lạc nổi lên trên bề mặt, nên là cái nghệ thuật điêu khắc rất là cao. Có thể nói là cái chùa thầy qua những cái tư liệu, những mỹ di sản mỹ thuật, qua kiến trúc mà nó lại tổng thể như vậy thì xứng đáng nó là một cái di sản đáng quý của người Việt và đáng được bảo tồn một cách nguyên vẹn. Từ Thiên Phúc Tự qua cổng Bất Nhị Pháp Môn, bước 251 bậc đá là sẽ lên đến Đính Sơn Tự, tên nôm gọi chùa cao. Tương truyền phía sau chùa cao có động Phật Tích, tức Hiển Thụy Am, nay gọi là Hang Thánh Hóa. Đây chính là nơi Ngài Từ Đạo Hạnh thoát xác để đầu thai vào kiếp thứ hai. Là ngày mùng 7 tháng 3 là ngày lên đây Ngài hóa thân để Ngài đầu thai vào nhà Lý. Nên là có một cái vết gọi là thạch điểm đầu, là Ngài có vết đầu của Ngài vào đá, Ngài hóa thân để Ngài đầu thai vào nhà Lý. Gọi là Hang Thánh Hóa. Nơi đây chiều chiều lại vang vọng tiếng chuông thu không. Tiếng chuông ấy như luôn nhắc nhở chùa xưa ở lẫn trong cây đá, sư cụ nằm chung với cõi mây. Chuyện về nhục thân và ba kiếp của thiền sư Từ Đạo Hạnh còn được kể lại ở Quán Thánh, một di tích quan trọng trong quần thể thắng cảnh Sài Sơn. Quán Thánh nằm cách chùa Cả khoảng hơn 1 cây số về phía đông nam, nay có một cụ từ trông coi. Đền Quán Thánh xưa kia có tên gọi là Hương Quán, nằm dưới chân núi Hổ Sơn, trầu lên ngọn núi Rồng Sài Lĩnh. Tương truyền nơi đây là chỗ quản thi hài của thiền sư Từ Đạo Hạnh khi nhà Minh trao trả. Dân mộng thấy ngài báo phải lấy đúng củi trên núi Phật Tích mới thiêu được. Quả nhiên, sau lễ trả tỳ, xác thân ngài đã hóa, cho cốt được chôn tại quán này. Còn tinh cốt tức Xá Lợi được mang vào yểm trong tượng rồi làm khám thờ ở chùa Cả. Từ đó núi Phật Tích mới mang tên Sài Sơn, nghĩa là núi củi. Mới thấy vùng đất này thật được bao bọc bởi một không khí đượm màu huyền bí. Sử cũ chép về thiền sư, ngài là đồ đệ của thiền phái Chân Ngôn Tông. Nhiều thế hệ chư tăng đã nối dài Phật đạo của Đức Thánh Tổ ở nơi này. Trong đó không thể không nhắc tới Thượng Tọa Thích Viên Thành, người đã có bao công tìm theo dấu thầy xưa, dịch từng bia đá, hoành phi, dựng lại từng nếp chùa cổ. Cho chúng ta có thêm sự hiểu biết về chùa thầy, một không gian thấm đẫm sự an lành của Phật Pháp. Ngày nay, các bậc thiền sư ở chùa thầy đều tiếp nối bước chân thiền tổ.
chùa Long Đầu, ngự tại núi Long Đầu, tiền án của chùa Thiên Phúc, cũng là một ngôi thiền tự khang trang tú lệ mà du khách không thể không ghé thăm. Để cảm nhận được rõ nguồn năng lượng hiền từ mạnh mẽ của Đức Thiền Tổ Từ Đạo Hạnh, lan tỏa không cùng. Từ Đạo Hạnh là cái người mà đã tu hành đắc đạo ở cái khu vực chùa thầy. Cái tư tưởng của ngài là mang cái ý nghĩa mật tông, mật giáo, cho nên cái chùa thầy hay là các cái chùa xung quanh nó cũng mang ảnh hưởng một chút nào đó về mật giáo, mà đặc biệt trong cái thời Lý thì các vị thiền sư ảnh hưởng của mật giáo rất nhiều. Thế ngoài ra thì Đức Thánh Từ Đạo Hạnh ngài còn là một vị thầy thuốc rất là giỏi, đã cứu chữa cho rất nhiều các bệnh ở trong khu vực, cho nên người ta cũng gọi là thầy. Và đặc biệt nữa thì ngài lại là một cái người sáng tạo ra một cái ngành nghệ, cái môn nghệ thuật mà cổ truyền của mà hiện nay được thế giới biết đến, đó chính là cái môn nghệ thuật rối nước. Đó là một cái truyền thống mà chính là Đức Thánh Từ Đạo Hạnh thiền sư ngài đã sáng lập ra. Trải bao hưng phế của ngót 1000 năm lịch sử, đạo Phật dẫu thịnh dẫu suy thì vẻ đẹp lung linh ấy của cụm danh thắng chùa thầy vẫn luôn được các triều đại trùng tu tôn tạo. Bao thế hệ vương triều, hoàng tộc chăm lo và coi là chốn thiền tổ linh thiêng. Điều ấy đã khiến hậu thế may mắn có được một di sản kiến trúc tuyệt mỹ nghìn năm tuổi. Ngay phía trên chùa cả là am bà Chúa, thờ bà Chúa Minh Châu Nguyễn Thị Ngọc Diệm, mẹ Chúa Trịnh Sâm. Phía dưới lối vào chùa cả có vũ miếu thờ quận chúa Nguyễn Thị Điền. Một trong số nhiều hoàng thân quốc thích đã được vua cấp sắc phong cho phép trùng tu xây dựng chùa thầy. Bia đá trong khu vực chùa thầy có ở tất cả các nơi, ghi rõ công lao đóng góp, công đức trùng tu, duy trì, sửa chữa chùa thầy qua bao thời kỳ. Ngay phía trước chùa cao là vườn đào. Tương truyền nơi đây là thư viện của Lữ Gia khi xưa, và cũng là nơi Chu Thần Cao Bá Quát đưa học trò lên đây giảng sách bình văn. Phía trên chùa cao có một mặt bằng gọi là chợ trời, nơi mua gió bán trăng của khách bồng lai tiên giới. Một rừng thơ bên núi thầy vẫn còn lưu dấu biết bao tao nhân mặc khách tìm về cảnh tiên nơi không vướng bụi trần. Thi sĩ Hồ Xuân Hương, thần siêu Thánh Quát, Nguyễn Du, dòng họ Phan Huy, dòng họ Ngô Thì, tới sau này là Tản Đà, Xuân Diệu, Xuân Thủy. Càng đi mới càng hay. Ngọn núi thầy còn ẩn chứa trong mình bao kỳ bí. Núi hình rồng, và trong lòng ngọn núi lại là một cái hang tưởng chừng như không đáy. Dân gian ví ấy bụng rồng, đó chính là thần quang động, tức hang Cắc Cớ. Một vòm hang rộng sâu với rất nhiều thạch nhũ lung linh kỳ ảo. Cầu nhân duyên. Thế còn cái này à? Hả? Chỗ này à? Chỗ đây là dòng chữa mẹ à? Núi vàng.
men đường xuống sâu hơn nữa sẽ gặp một bể xương người. Tương truyền là nơi tuẫn tiết của nghĩa quân Lữ gia sau khi chống ngoại xâm thất bại. Theo truyền thuyết dân gian, hang còn kéo dài mãi, chưa ai đi được tận cùng. Càng đi xuống dưới lòng hang sẽ gặp 9 tầng địa ngục, có suối vàng, suối bạc, suối xương. Câu chuyện về động nghìn xương, hang thần với 3.000 bộ di cốt trải qua nghìn năm vẫn còn nguyên vẹn, và những huyền ảo trong lòng hang này thực càng hấp dẫn du khách. Bởi vậy, dân gian mới nói, phải đến được hang Cắc Cớ mới thực là đến chùa thầy. Từ hang Cắc Cớ men dọc núi theo hàng đại già gốc xù xì như cổ tích sẽ tới đền Thượng. Nơi đây thờ Đức Thánh Văn Xương, Quan Thánh Đế Quân và Thánh Mẫu Thiền Sư, tức mẹ của Tiên Thánh Tổ Từ Đạo Hạnh. Qua đền Thượng sẽ tới hang nước, hang gió. Xuống hang nước có đò trở đi, còn hang gió, khung cảnh này chính là nơi trong suốt 10 năm nhà bác học Phan Huy Chú chuyên tâm soạn xong bộ Bách Khoa Đồ Sộ, lịch triều hiến chương loại trí. Bia đá khắc trên hang vẫn còn lưu dấu người xưa. Vòng gần hết ngọn núi thầy cũng là lúc đến bối am tự, tục gọi chùa một mái. Nét độc đáo của chùa chính như tên gọi, chùa chỉ có một mái tựa vào vách núi. Ở đây, ngoài cửa ban ngày lam lẫn khói, cách non buổi sớm khánh chuông vang. Chùa một mái còn là một di tích cách mạng quan trọng, nơi Bác Hồ đã từng 3 lần về thăm và làm việc thời kháng chiến, và sau này còn đón nhiều vị lãnh đạo đảng nhà nước về thăm. Nhìn từng hiện vật mà cảm giác như Bác Hồ vẫn ở đâu đây. Những đêm đông giá rét đầu kháng chiến chống Pháp năm ấy, người miệt mài bên trước máy chữ ra những văn bản chỉ thị, chỉ đạo quân dân. Sài Sơn là một điểm đỏ được Bác Hồ chọn trên con đường người rời Hà Nội lên an toàn khu kháng chiến. Có lẽ bởi người đã rất hiểu về vùng đất địa linh nhân kiệt này. Vùng đất Sài Sơn với ngọn núi Thầy linh thiêng còn là quê hương giàu truyền thống cách mạng. Người dân chùa Thầy còn ghi nhớ mãi hình ảnh lá cờ Đảng tung bay kiêu hãnh trên đỉnh núi Thầy năm 1941 như một lời thách thức chính quyền thực dân, khẳng định tinh thần bất khuất của quân dân chùa Thầy. Đây cũng là nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Sơn Tây. Và khi đạo Pháp hòa cùng dân tộc thì phong trào cách mạng cũng sục sôi trong chính những ngôi chùa hiền hòa trên mảnh đất này. Chùa Khánh Tân vẫn còn lưu dấu tích nơi sư thầy Đàm Thỏa và các đệ tử của mình nuôi dấu cán bộ. Ngày xưa là cái hầm này là các cụ nuôi dấu cán bộ ở trong. Thế rồi bao nhiêu những cái chum kia ấy ở đây là các cụ là dấu thóc, dấu gạo để nuôi cán bộ. Đấy, cái chum vẫn còn đây. Được như ngày hôm nay là phải nói rằng chúng tôi rất ghi nhận, rất là tâm huyết và rất là cảm phục đối với thế hệ các bác, các anh, các chị đi trước đã để lại cho địa phương như vậy là một cái truyền thống để chúng tôi kế tiếp và kế thừa. Theo lời bài minh khắc trên chuông chùa Thiên Phúc, khi Từ Đạo Hạnh tu ở trên núi Phật Tích thì các vương tử xe ngựa ồn ào, người khắp nước
hương hoa dâng lễ, ngự thư ban chiếu, vua dự tiệc chay, ban bảo y ngang bậc thượng bằng, lên xe Phật sách cùng tứ quả. Văn bia thời Mạc cũng ghi rõ đây là một danh lam lớn của nước Nam, rất mực linh thiêng, xưa nay nhiều lần báo ứng. Vậy nên nghìn năm đã qua, chùa Thầy vẫn luôn là nơi chốn đi về của các bậc chư tăng, các bậc công hầu khanh tướng, các chí sĩ danh nhân, các thiện nam tín nữ. Họ vừa về đây lễ Phật, chiêm bái thánh tích, ngắm cảnh hữu tình, lại cũng vừa góp công góp quả trùng tu công đức tích thiện bao la. Thật là vùng đất hội đủ kỳ duyên linh ứng. Tháng 3 âm lịch, khi những bông gạo như những đài nến thắp lửa rực trời là lúc chùa Thầy khai hội. Nhớ ngày mùng 7 tháng 3, trở vào hội láng, trở ra hội Thầy. Phần lễ bắt đầu từ mùng 5 bằng lễ tắm mục dục. Lúc này khám thờ Đức Thánh Tổ Thiền Sư Từ Đạo Hạnh mới được mở ra để nhân dân tắm rửa thay áo cho Ngài. Lễ mục dục được tiến hành rất thiêng liêng, nghiêm cẩn ở chùa Thượng và không phải ai cũng được vào khi hành lễ. Mảnh vải cắt từ áo và nước tắm thánh sau đó sẽ được chia nhiều phần nhỏ như một chút lộc thiêng, thánh ban cho khách thập phương. Sau lễ mục dục sẽ là lễ rước thánh qua các chùa tới quán thánh để đến mùng 7, ngày hóa kỵ của Ngài sẽ lại rước Ngài về. Khoảng thời gian này, từ mùng 5 đến mùng 7 là phần hội với rất nhiều hoạt động văn hóa, các trò chơi dân gian. Nam thanh nữ tú, nhân dân khắp nơi nô nức về chảy hội. Hãy về Sài Sơn, về với hội Thầy. Nhanh nhanh chân bước, già trẻ gái trai gần xa cùng về. Tay lại cầm tay. Chẳng vui cũng thể hội Thầy, chẳng trong cũng thể hồ Tây xứ Đoài. Gái chưa chồng nhớ hang Cắc Cớ, trai chưa vợ nhớ hội chùa Thầy. Hội chùa Thầy cũng là hội giao duyên cho bao đôi lứa, nên vợ nên chồng. Ai cũng tìm thấy một ý nghĩa nào đó cho mình ở hội Thầy. Người già, người đạo thì lễ Phật, lễ thánh, nghe kinh. Người đời, người trẻ thì giao duyên, vui các trò chơi hội. Và nơi vui nhất vẫn là thủy đình, diễn các tích trò thiền sư Từ Đạo Hạnh đã dạy dân xưa kia. Những con rối cổ vẫn còn nguyên, mang trong mỗi con rối là tâm đức của người thầy lớn, cũng là tổ nghề của nghệ thuật múa rối nước Việt Nam. Tới đây, nhiều công trình mới sẽ được quy hoạch dựng xây quanh vùng đất này, trong đó có dự án của công ty vui chơi giải trí Tuần Châu đang triển khai. Điều này vừa tạo thêm cơ hội thu hút du khách đến với quần thể du lịch chùa Thầy, vừa góp phần phát triển kinh tế, mang đến cho nơi này một dáng vẻ phồn thịnh hơn, càng làm tôn lên vẻ đẹp cổ kính, thiêng liêng, tự bao đời. Như các quý vị đã biết, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định công nhận di tích lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật chùa Thầy là di tích quốc gia đặc biệt. Chúng tôi tin tưởng và quyết tâm xây lực chùa Thầy là một điểm du lịch tâm linh trọng điểm trong tương lai, và nó sẽ phát huy được cái giá trị lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật vốn có của nó. Đã 1.000 năm trôi qua và mãi mãi sau này, chùa Thầy với một không gian đặc quánh tâm linh và một lễ hội đông vui bậc nhất cả nước vẫn sẽ trên trời cùng dưới đất, không đâu được như Phật. Thiên hạ danh thắng nhiều, Sơn Tây đây đệ nhất. Một vùng non nước chùa Thầy trải qua bao mùa hoa nở hoa tàn, bao mùa nhật nguyệt, bây giờ là chốn bình yên.
đến vừa để lễ Phật lễ Thánh, vừa để ngắm phong cảnh hữu tình, nuôi dưỡng tâm hồn. Và sẽ thấy bóng hình tiên thánh tổ thiền sư Từ Đạo Hạnh vẫn luôn ở quanh ngọn núi Thầy như một bài thi kệ của Ngài trong tập thiền uyển tập thanh. Thu về chẳng báo nhạn theo bay, cười nhạt người đời uổng xót bay. Thôi hỡi môn đồ đừng quyến luyến, Thầy xưa mấy lượt hóa Thầy nay. Duy tuệ thị nghiệp lấy từ bi trí tuệ làm đầu, đạo của Thầy. Và vùng đất đậm sâu dấu tích văn hóa kiến trúc lịch sử tôn giáo này sẽ dẫn lối tổ ấn trùng quang đèn thiền sáng mãi, mạch mạch của Phật tổ không bao giờ dứt. Bài thơ thiên tạo và nhân tạo giữa trời ấy luôn quyến bước chân người đến đây và hẹn ngày trở lại. Một vùng đất thiêng, non nước, chùa Thầy.